Mau rồi. Tới Cà Mau rồi. Wow. Wow, đẹp quá. Giống ở này, giống ở đâu ta? Ở Việt Nam. Ở Việt Nam. Cái máy chế mà. Hay. Mắt tham con giờ tối mũi nó ra. Không leo tàu, leo lên tàu chắc dính đất không á. Đừng có đi cái mấy cái chỗ đất sình sình nè. Dính nè. Dính sình á. Tí tí lên tàu đi. Ok, chân bước đây nè, để dính đất. Yeah, come on. Ủa anh để dính đất xe vậy luôn hả? À. Đứng dưới, đừng bước lên trên dính ngồi dơ quần hết rồi. Thì quẹt lên chỗ khô. Đi chân không, bước chân không vô. Bỏ dép ngoài đi. Wait, what? What are you gonna do? Cause there's ants in there. Okay, come in. Bước xuống coi chừng đạp lên đồ nha. Okay. Đó mình đi nhớ sạch sẽ. Too fat, I'm fat. Can't believe I'm this fat. Bỏ dép ra đi, bỏ dép ra đi. Bỏ dép ra cho thoải mái đi. Bỏ dép ra, bước qua đây đi. Hai đứa ngồi middle đi. Mẹ ngồi đó, mẹ chèo. Okay.
Wait, you mad? You want to chill? Yeah. Okay. Come on. Ooh, can I? Mommy, can I? Không ngồi lên trên không biết bơi được. Bơi đi, Tây biết bơi không? Tập bơi đi. Về miền Tây gạo trắng nước sôi. Ủa nó gì? Mắng là sao quên rồi. Yeah. My dog's black. This feels so good there. Look at me. Hello. Yeah. Bữa nay cháu ngoại đưa cháu ngoại đi dạo quanh hồ. Đi về miền Tây. Hai cái người quay phim phải ngồi đây này còn được gì nè. Bơi đi, bơi đi. Muốn bơi không? Muốn chạy. Hả? Bơi không? Muốn chạy. Chạy, 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 bơi, bơi. Sao em cầm máy không? Coi chừng gạt tay, bơi ti. Ôi sao, dính cho cháu máy không? Có nè. Quay ngồi về không có vui quay. Anh lấy rồi. We're still moving sister. Mommy. Yes. Oh, yeah. So fun. Let's just sit your way there. Wait, wait, go on my seat. Can you sit right here? Okay. Máy này chạy cũng ngon dữ vậy. Tí rồi bạn. Ở đây. Lần đầu tiên, hai đứa là lần đầu tiên xuống xuồng. Đi không? Lên không? Không biết vô chỗ nào đây. Can I touch the water, mommy? Yeah. Ngồi đừng có lắc. Mình ngồi ngay giữa, hay lắc cái nó nghiêng. Bộ đây này nhẹ dữ. Không biết vô chỗ nào đây. Chỗ nào đằng kia mà. Yeah. Kia kìa. Mẹ lên trước nè. Mẹ lên trước ngồi nè mẹ. Coi qua. Cái này nước cạn lắm đó. Qua được không? Wait, why are we going through here? Can we? Wow. 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 Đến rừng Cà Mau rồi. Tới Cà Mau rồi. Đến rừng Cà Mau. What is the Camau? Wow, mát quá, show ra, show ra, show ra. Quá chừng. Wow. Wow, đẹp quá, giống ở này, giống ở đâu ta? Ở Việt Nam. Ở Việt Nam. Quẹo quẹo đó Kelly. Turn. Wow, đẹp quá. Đẹp. Có cây này dính mày đổi mày lên trước đi. Leo lên đi. Đi lên đi cái cây này phải. Turn, no. I want to go back. Let's go back. Go back, turn. Wow, bữa nay ông già Phạm đưa cháu ngoại đi về quê. Tây lên. Về quê miền Tây. Tây lên đây ngồi cho nó có ba lần. Đẹp quá trời. Được rồi, không sao đâu. Được. Sao đâu ngồi đi. Ngồi trên này. Wait, Mia, can I go? Mia, can I sit right here? Yeah. I sit. Đẹp quá, nay có cái cây ngã ngang đây nữa rồi. Nay hết bơi vô trong được rồi. Ui, em đã. Hey, you're mad. I need to sit. Wow, chỗ này đẹp quá. Kevin, join. Nước bữa nay cũng cạn lắm. Nói nè. Hả? Mình mong luôn chứ, nay quá trời nước rồi. Bữa chân cà chào, cà chào. Hai mẹ con ngồi chung đi. Nó để vô vô đây có cạn hơn. Can I sit right there? Sit right here. Để coi cái bàn này nó cạn. Không được, được quay gì thấy hết. Đứng không nổi. Đẹp quá, cái chỗ này cây cối. Đây cái nhánh này nè. Đẹp quá. Sâu lắm. Cái nhánh này nè. Đâu đứng được. Sâu lắm. Cái bờ đây là cái bờ nè. Bờ mà nhà nước tới đây thì hút cái dầm luôn, đứng dưới đây đi. Chỗ này rộng quá, đẹp quá ha. Thôi vòng vòng đây quay phim chơi đi. Đẹp không?
Ôi, xoay qua đây xuống đứng rồi nổi cà chào thôi rớt lỡ leo cây rồi đứng chụp hình. Lên lên nó đẹp lại đó, sao lên lên cái cây đó ngồi đi cái lên cây nó chụp đẹp á. Nay cái cây nó ngã ra đây rồi bơi vô cũng được. Đẹp quá ha. Đẹp cái mát mẻ. Vô tới đây là giống như qua một cái mát mẻ ghê luôn. Ở đây chơi đi, đây quay phim chơi đi. Cả nóng ra đi, không có nóng. Ông ngoại tính có chỗ, ông ngoại đứng ngoài. Cả nóng ra đi, tí không anh không có. Chúng ta chậm chậm thôi, chút chưa đi. Hát đi, tí tí hát đi. Đứng sâu quá. Không có chỗ nào đứng được hết. We're going out in that exit. Like it, tí. Yes. Coi cái gốc cây để vô gốc cây này có đứng được. Thôi Ly lại chỗ nào đó leo lên ngồi chụp hình rồi đi. Sợ kiến này, sợ kiến rồi. Ngồi thiêu leo ở dưới. Kiến. Không có kiến không? Đấy, nhắm cây này. Chia đứt lại thôi. Sợ kiến. Mũi. Thì con phổi con đập nó, cho nó bay đi. Con nhận vô đây giống dưới cái gì? Amazon for. Dưới kiểu đầu. Quá nhiều. Rồi tắt máy đi, tắt máy đưa đèn ở miền Tây á cái này. Ủa có kiến bờ. Kiến đỏ, ngồi nó cắn cho tao. Thôi nên coi chừng kiến cắn. Red ants, fire ants are bad. Này, đưa đưa đèn. Leo đi, leo lên đi. They have more poison. Leo lên. Ông ngoại leo lên cây. Leo lên cây coi chừng bé nha ông già Phạm. Hy sinh vì con cháu. Ôi trời. Đưa máy video nè. Ông tắm quần lên. Rồi rồi. Cái quần xuống để một tiếng nè, chứ nữa không nè. Già Phạm mặc quần tà lõn á nha. Leo coi chừng á. Đây đưa máy video này. Fast fast fast. What is the white? You're like no. Xong chưa? Để rủi cái ngồi đàng hoàng lên con ngồi. Bye bye. Bye bye Tarzan. Bye bye. Bye. Woo, I'm Tarzan. Quay ông ngoại chưa? Quay nha. No. Quay đi. Quay đi. Okay. Ông ngoại. Con lúc nào con cũng cầm cái máy con quay ông ngoại nha tí. Ôi trời. Ôi trời. Cứ quay quay lại nha. Ông ngoại được xa rồi. Mát quá cả chân quá. Ew. Can I try? Can I try me? Gì cái bản à, cái bản gì mà chèo 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 gì sao đi gì ôi có chừng kiến cắn gì đó. Ông ngoại is all the way right there. Ngoại không biết bơi xuồng nữa. Doing something on the tree. Cái bài gì à? Chiếc xuồng. Ở đây dây điện có sao không vậy? Em ngồi lúc lắc cái gì nữa. Chiếc xuồng bên trong trên em ngồi lúc lắc chiếc xuồng lật nghiêng. Bơi qua đây đừng có bơi nữa, đừng bơi tới nữa, bơi qua đi để nó đụng. Yep, we're not going far. Gonna turn. Không thuộc bài đó. kiến có chừng kiến vàng nó cắn nha anh. Anh đứng ở chừng kiến vàng nó cắn nha. Em ơi con kiến nó cắn anh nè. Quay phim ông ngoại tí. Dạ, tí có. Ừ. Why is it savage? Quay vòng này mát ghê, sợ luôn. Bơi tuốt ra ngoài kia luôn đi. Bơi đi ra ngay chỗ cái hẻm này nè. Bye ông ngoại. Quay nha, quay ông ngoại nha. Bye. Bye. Ông ngoại coi chừng rớt cái ẩm nha. Ngồi
cái bình điện này nó có bị giật không vậy? Không. Rồi đọc chân lên chứ. Ôi trời mẹ. Trời ơi. Làm sao vậy? Chiếc thuyền chiếc bé tí tèo. Ngồi đừng ngồi đừng lúc lắc. Nó nghiêng cái bên này. Chung qua đây, chung qua đây không? Lên đi. Không qua đó. Thôi bơi vô đi ra. Bye bye Tarzan. Bơi vô đi ra nó nắng lắm. Bơi vô đi ra nó nắng lắm. Oh nắng, nắng. Our hats. My hat. Okay. We're going to a leap. Con đừng quơ. Con cầm máy hoài. Quay đi nha tí. Ôi trời. Nước mênh mông. Chèo thuyền đi khắp miền Tây. Miền Tây Tarzan. Có Where's Tarzan? Rừng ông ngoại. Hello Tarzan, we came to rescue you. Chèo thuyền đi khắp miền Tây. Miền Tây có nước, có cây rừng rạp. Đang tình, đang tình tình ta. Paddle, your feet. Không biết chèo chèo nó cờ bơi nó cờ quay cờ quay hoài. I'm paddling with my feet. My heels are wet. Đừng ra. Turn, Tarzan. Chiếc chim kêu giường mưa. Biết nhà. Oh my god. Oh my god. Where we go now? Nhà mình trong đó đó tên Tì bé Tì. Vô đó thì nhà mình trong đó nó làm sao ấy. Cái nhà này là cái nhà cuối cùng này. Cái nhà cuối cùng của nhà mình đi xuống ấy. Còn đi vô đó nữa là làm sao sân sân làm sao mà chỗ ngoài cắt cỏ. Spider thing.
view rồi. Không giả phạm, savage. Chỗ đó vô được không á Sammy? Đi bơi đây nè Sammy. Wait, wait, chỗ wait, wait. Không à? Don't go here. Chỗ đó có qua được không vậy? Where are we going? Dude, look! Cái này nè. We're going in the middle of nowhere. Where is... Wait, where is he for real? Pull, pull! Dính nè. Dính. Nè, đẩy nè. Rồi chừng lấy tay vô để kẹt, kẹt tay. Lấy tay vô. Đi. Wow. Chỗ này nhiều đường đi đó chứ. Thôi, rất khách rồi. Bây giờ chút chặt thôi. Công nhận khu này bơi xuồng đã rồi chứ. Dướng. Con ngồi tí, con chàng hẳn cái chân ra, nó có nghiêng mình không có sợ. Ừ đó, ngồi vậy đó, đi xuồng nhỏ, con ngồi vậy đó. Thấy lại đâu có cây nào. Tí cũng vậy nè. Đâu có cây này nè. Rồi, nó thấy con kiến là nó nhảy xong rồi. Phải không có kiến đã nha, cái gốc này đẹp rồi. Mát mẻ. Lồi cây cối ra. Đứa nào dám leo cây đứng không? Quê, đứa nào dám leo cây đứng không? Đứa xuống. Hả? Đứa lồi cây đó đứng nè. No! No là lỡ gì? No. Rescue me. Chào trôi xe. Không giờ phạm. Rồi, ngoại leo lên luôn đi. Rồi, ngoại leo lên đi. Có kiến. Rồi. Con ngồi. Rồi, con đi ra coi đi. Để nó ngồi đó đi. Không, con đang ngồi đây mà mới lái được. Mời đi, để mời. Đi, bắt con đi. Ừ. Anh ngồi đi, bắt mày. Anh Hùng ông xà. Con ngồi đó ba mới lái được. Chào. Con biết lái không? Có tuổi nhỏ đâu em. Tí không á em. Tí. Đi bơi xuồng anh về tới đâu rồi? À, em mới ra về này nó không chịu cái giá nó bán cái giá cho em mình không có năng lực gì. Rồi gì? Nó cầm nó còn lại. Rồi vậy hả? Ok, anh đang đang bơi xuồng nè, về lẹ đi bơi xuồng vui lắm anh. Yeah, it's scary. Mát. Ok. Nè đi ha. Bye bye. Bé Tý đâu, đưa tay lên coi. Tý đâu, giơ cao lên. Mami đâu. Ông và Phạm đâu. Hello. Ôi. Đi sợ. Ngồi ngay quá thành ra không có thấy cái mặt được. Qua con quay con bu bu bu. Ngồi sang kẻ cái đầu ghê. Ngồi sang kẻ cái đầu. Sang kẻ cái đầu xuống qua sau lại đi. Sợ. At least I'm why survive. Giờ đi đâu bơi ở đây đi chờ Hùng chứ ra ngoài nó nắng thấy không? Yeah. Wow, đây rộng quá. Man, look over there. It's back gió up. Về miền xuôi. Ông và Phạm đưa cháu ngoại đi về quê. Hát đi, hai đứa hát đi. Whoa, you walk gently down the stream. Hát bằng hoàng lên ti. Trong đó chắc cây không? Chết rồi, nó chết rồi. Chết gì? Cái con. What? A bug. Con đó nó chết rồi. I saw this caterpillar thing on.
like a slug. Oh, I thought that was a person. Công nhận đi đi này nhớ Việt Nam quá. Đi này nhớ nhỏ ba chở. I've seen your spot. I've seen my spot. Nhớ đó bà chở đi xuồng trời mưa có chở cái ghế dài. Chở ghế dài chung với đít ghế ngồi phải không? Go. Wow, đẹp quá, mát quá. Ngồi chân cái chân bạch bạch nó ra nó có lật nó không có nghiêng người mình. Yeah, I like this spot. Spot's perfect. I want to show this to my home really bad. Hey, Nai, give me it. Here you go. Thanks. Gió mát quá. Dạ. Yeah. Giỏi quá tí dạ tiếng Việt giỏi quá. Turn your boat quickly. We're gonna crash. We're gonna crash into a stick. Let's go. Whoa, whoa, whoa. This place is so sticky. Bữa nay định đi canoeing á chứ, mà thấy mưa nên không có đi. Thì chỗ mình nó cho mướn á. Thứ hai đi. Mướn gì? Chỗ nó cho mướn canoe nè, bơi nè, giống vậy nè. Đâu, thấy không? Về nhà đi vậy đâu có cần tốn tiền đâu. Yeah. Wow, wow, wow. Mưa, we both can't be done again. Mary. Well, look at those stickers over there. Have it now? Sure. Nóng mà. Tí bơi xuồng giỏi quá vậy ta. Con cầm cái tay ngược lại, con cầm cái tay đó, đó. Ừ, lật lại, lật cái tay đó đó. Cái tay này là lật, ừ đó. Oh. Dễ không? Thấy không? Còn cái tay này con cầm ngược ra lại. Đó. Oh. Đúng chưa? Dễ không? Dạ, dễ. Giỏi. À. Thấy không? Ngồi ngồi bành cái chân như vậy là nó có lật mình không có sợ. Nó không có... Today, this is not a boat, but I will say it's still a boat. Yeah. Cây, coi chừng cây cản lại nha. Và ở trong rộng quá chừng luôn kìa. Trong. Ui. Còn ai ngồi có tuột từ từ ê đứt quá. Dạ. Lỗi. Mày giống vô cái rạch. Ôi trời. Vô giống vô cái rạch con quá. Rạch nhỏ. Wow. Tới nước trong rồi. Nãy giờ bơi hoài tới nhà ngoại chưa? Wow. Nhà nội ở Sài Gòn, nhà ngoại dưới quê. Bà Hùng tới đâu rồi? Bà Hùng ở nhà thay đồ. Chiếc này Hùng xuống nữa được không? No. Xuống nữa chắc không. Mẹ nghĩ được, chứ bên Việt Nam á, nhiều khi thấy có nhiều người bơi chiếc xuồng á, nước lé tới đây luôn nè, nước á. Ba bà chế. Trời. Lên. Ok, vậy để chiếc, mình vô chiếc tàu không và phạm gì đâu mà chạy nghe như bạch 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 bạch. Face time on the home. Trước tặng quá sao? Face time không? Dạ. Yeah. Bạn ngồi không thấy. Đó, con rồi. Ông hôm bấm face time. Wow, look. A big bird. A big bird. I think it's catching fish. Wow, ngay chỗ này mát mẻ sạch quá ha. Kêu ông già Phạm gì? Ông ngoại này có tiếng không? Ông già Phạm rồi. Ra xuồng đậu rước khách nữa về đây. Đậu rước khách nữa rồi, khách mới khách. Order rồi. Yeah. Ừ. Khách mới gọi hả? Okay, gọi cho nó có giá tới Cần Thơ, Rạch Giá, Cà Mau. Này chỗ McDonald's. Này là kêu bằng xuồng cặp bến Ninh Kiều. Sắp tới chưa? Từ từ. Tàu cặp bến nãy giờ rồi.
Lẹ lên, đây lỗi sạch sân nha. Anh vậy mai mốt mình xuống chỗ này nè anh. Anh lẹ đi nha. Mai mốt mình xuống chỗ này nè, người ta không thấy. Tao sắp rời bến rồi nha, lẹ lên. Đây, đón thêm người khách nữa nè. Oh my god. Đã vậy. Ok. Người khách này đi Cần Thơ phải không? Anh đi đâu anh? This is scary. Wait, it was scary. Bên lứt. Bên lứt hả? Ồ, đúng rồi, bên lứt thì tốt. Ok. Chôm chôm. Rồi, mời xuống tàu đi. Ok. Cái loại chắc chịch cầm lên đi, sao để vậy? Đẩy ra không nè, lát nữa thôi đẩy. Yay, chôm chôm. Hả? Đẩy ra hả? The end inside the way. Cho mình mượn ra dép được không? Biết sợ. Chôm chôm đi. No, thank you, I am. Wow. Cái nước này nó vô bên nào ta? Hả? Cái này nó vô cái chỗ, cái cầu mà hả? Cái đường đi ra hả? Ở đây bơi ra hồ luôn nè. Chỗ thả tàu đó. Bên phải đó. Anh. Chỗ này là cái gì vậy? Cho mượn cái áo lên đi cho nhanh anh ngồi. Trời gió hay sao? Lấy dép mà lót ngồi. Bọc vô. Đưa bò hồn. Bò hồn. Đưa bà Hùng. Đưa bà Hùng. Đang chậm chậm thôi, để Hoành đang không kịp. Đi chậm chậm cho nó đẹp. Wow. Hey, people are littering these days. Rồi, tới Cà Mau. Ủa sao anh về Bến Lức mà giờ tới Cà Mau rồi? Chết cha, tới Bến Lức tôi quên. Ủa thì vậy thôi, đi Cà Mau rạch giá luôn. Tới Cần Thơ trước. Không, cảnh đẹp quá, đi luôn cái rồi. Cần Thơ gõ tắm nước trong nha. Gái Cần Thơ đẹp lắm á anh ơi. Hả? Hả? Sao Ly nó nghe gái Cần Thơ đẹp quá nó thôi trở về kìa. Thôi mình về Bích Bích đi. Bây giờ không biết chỗ này ta. Cái hẻm này đi thẳng vô trong mình luôn nè. Cái hẻm này đi thẳng ra sang nhà mình luôn nè. Ồ vậy hả? Ừ. Nhưng mà nước giờ nó chưa có tới. Đó cái nhà nhà cuối đó. Đi phía sau á hả? Ừ. Nè này chạy thẳng vô chút ngay chỗ đậu chỗ con đậu xe đó. Đó cái nhà cuối cùng có mấy bậc xi măng đó. Đó cái đường đi lên đó. Ừ. Nhưng mà giờ có cái cây này, cái cây này nó ngã ngay đây rồi không có bơi vô đâu được. Cái cây này chắc nó mới ngã đây. Đưa bô hôm à. Hôm ơi. Ngã đây rồi. Không có chỗ nào bơi vòng được. Để coi bơi vòng được không? Đã đi đi bơi xuồng có chôm chôm ăn nữa. Chôm chôm này của hai vợ chồng người bạn ghé hồi sáng cho. Chôm chôm ngon quá chừng. Duck, duck, tươi. A duck, a duck. Qua là không qua được đâu. Qua không được. Nó bị ngắn cây luôn rồi. Cảm ơn anh chị Danh mà có chôm chôm ăn nè. Bơi xuồng có chôm chôm ăn. Cây thì bự luôn bà. Ừ. Tuyên cạn dữ lắm. Đi bộ đây luôn quá hả? Ừ, đi bộ. Đi qua đây. Thì đậu xe trên nhà đi. Mình cái đi bộ xuống đây nè. Đi. We're having fun. Yeah. I'm having fun in jump. Cái này bên Việt Nam này giống ở cái vùng gì nè anh? Wow. Đẹp quá hả? Giống vùng nước lũ. Oh, when dad đó, lần đầu tiên ba đứng ở đây câu. Wow. Giờ nước ngập luôn ha, không chỗ đứng luôn ha. Bây giờ đây là đứng tới cỏ à. Dữ vậy hả? Ừ. Đây giờ tới cỏ á, chỗ này nè. Đâu dữ vậy hả? Ờ, tới cỏ á. Wow, nước đâu dữ vậy ta. Không nhận cái hai cái cây nó nghiêng ở đây thì đẹp vậy có chứ. Nó đẹp nhờ mấy cái cây á. Không đứng được ra được luôn á. Nghiêng qua nghiêng lại. Yeah. Sao anh thấy xứ Cần Thơ tôi sao? Đẹp quá. Đẹp quá hả? Which one you wanna sell?
Gái Cần Thơ cũng đẹp lắm á nha. Chung đây cho đẹp. Thôi đi nghịch thôi. Chung đây được á, ngang nó được á. Dạ, tính sâu. Đó con gì á? Cái cây con gì đâu. Ôi ôi, nãy con cá thấy cũng hết hồn thôi. Cá nó quậy mà tí nó là trời ơi trời ơi. Nghe chỗ là vô rước mà. Con cá nó chạy vào trong bờ á, giỡn. Cá bự lắm. Cái biết hay là không biết. Không biết cái gì. Giờ nó đang đói bụng. Ba nghĩ con cá nó bự dữ lắm. Mặt trời sắp lặn rồi. Lát nữa coi mặt trời lặn, ở bên đây trời lặn chắc không đẹp quá. Đây trời lặn lâu lắm, vô đây không? Vô đi, vô chỗ nãy bơi vô, chưa vô trong hết. Ôi à. Wow. Trong chỗ này mà mình mua cái mình làm canoe mình cho người ta mướn được không? Cứ bơi xuống bơi vòng là 50 đồng hả? Không phải, nếu mình làm thì người ta thấy cái bắt đầu người ta cái mất trước rồi. Ta mua về ta bơi thôi chứ mướn gì ăn. Ở Mỹ này chạy ra anh chị tốn 100 bạc là có chiếc xuồng bơi à. Chỗ này sâu quá người ta cũng không dám đi ha, càng chặn cỡ nghe tới rúng cái bụng rồi. Ở đây có cái bờ ha, cái điểm đó ba hả? Ờ. Cái bờ đây nè giống cây mèo quá ha. Hay có cái bờ ta? Quẹo bơi anh để nó lủi. Không sao ba bơi được. Nè. Cây này cây gì ta? Cái trái nó quắn y như cây me. Ừ. Cái này bông gì mà đẹp quá ta. Coi chừng poison đó nha. Coi chừng cái loại này, loại ấy lên tóc cái nó dính đó. Đúng rồi. Phải không? Cái gì? Cái đó. Mấy cái nhà này mà không biết tận hưởng của thiệt chứ. Gặp mấy cái nhà này phá giống như cái nhà chỗ nãy con xuống đó không? Nhà đó quá đẹp ha. Ừ. Dễ sợ chưa? Ôi trời ơi trời. Cá. Ôi trời ơi trời. Tí kêu trời ơi nghe mắc cười. Vô chỗ này thử coi. Cơn qua được không? Được, đâu có chỗ qua đây thôi. Đâu có chỗ qua đâu. Có cái này nè. Đi cặp qua theo cái này nè. Ừ, đó. Có cái cây đó. Đó, trống lỏng lắm. Cây nổi lên. Rồi quẹo vô. Vô thử ra. Hai đứa ngồi xuống đi để quá. Ngồi thụt xuống đi để. Quẹo vô, ghé bến Ninh Kiều. Ngồi xuống đi, ngồi thụt xuống. Thụt xuống. Lên. Ở Việt Nam có hồi đó nhớ đi qua mấy cầu xuống khỉ đi, cho cái này lên nó tới cái cầu khỉ cái hụt xuống. Cũng cỡ sao cỡ vậy bà hả? Lớn hơn chút, dài hơn chút. Nhưng mà tới mấy cầu khỉ cái ngồi xuống hụt xuống cái bắt đầu cái chung qua cầu. Vui. Được cái mà không được qua không? Nhắm qua được không? Được. Nè, đi đâu không được thì vô chỗ này nè, quẹo qua trái nè. Được mà. Đó, quẹo qua trái kìa. Được, chung không lọt. Qua trái kìa. Không lọt. Something hit me. Lọt mà. Đó, ngay trong mình mông á. Nó đứt quật cái đâu. Đè nó xuống anh, đè nó nhấn nó xuống. Đó, kéo ra anh. Bơi ra anh. Đẩy ra. Vui quá, rồi kẹt rồi. Kẹt vô trạm rồi. We're stuck here. Where do we go to exit? Where's the exit? Được quá, chung như được đó. Đó, trời ơi, mát quá trời luôn. Wow.
thử coi tới đâu. Tới nhà luôn các bạn. Chơi phải cho biết chứ. Ôi có con trâu nhà đó, phía sau nó có con trâu. Đâu? Ê con trâu kìa. Wow, mát mẻ đã quá. Đã quá. Đó tới rồi đó, nhà cuối cùng á Hùng. Dạ quẹo đây nè, quẹo đây mới đi vòng sau nhà mình á. Biết rồi. Ở trái anh. When we turn that way. It's a wide and the wide. Ủa cây đẹp quá nè. Ôi cái cây này là giống như kiểu luôn. Lăng, con mới thấy cái thằng lăng. Rồi quẹo phải anh. Quẹo phải. Oh, there. Mấy mình bị kẹt cái cây kia phải không? Ừ. Đi dọc. Wow, đẹp quá. Oh my. Nè, con thấy cái nhà này nó sạc hôm nay. Cái ấy của nó sạc rồi ha. Trời, dơ dữ. We're going that way, or... Rồi, sắp tới nhà ông ngoại rồi nha. Về quê, bà nội thì ở Sài Gòn, quê ngoại thì ở miền Tây. Thử coi. Tới cuối đi, hoành ra. Tới cuối đi, hoành ra. Chút xíu nữa là tới nhà mình rồi. Cái này cái cây gì nó trái, nó giống như cây... Coi, anh, đi thử coi nó trống tới đâu. Hả? Ông đi thử coi nó trống tới đâu. Quá đẹp. Jump in the water. Nó đẹp nhờ cái cây lá này nè. Cái liễu mới đẹp. Cái tay vô tay để chín rồi. Nhấn bên đây nè, anh ấy bên đây nè, anh đây anh nhấn đây cái đầu nó lũi vô vách nè, nó lũi vô cây bụi. đẹp quá tràm. Ủa này liễu chứ không phải tràm. Ra hùng có chân gái. Trời ơi chủ lái gì. Ê hai đứa first class. Ồ men ngồi thẳng chân đã không. Ngồi thẳng chân ra luôn nè. So comfortable. Ôi ơi. Hello T. Con cò kìa ba. Okay, chứ còn Mali chạy qua đây câu thì thấy có ngài đứng đó. Đứng trong sâu trong kia kìa. Sau đó mình đi băng ngang đây nè. Ồ đi. Trời mát đi sướng thiệt chứ. Coi kìa. Chừng rớt. Tôi đi quay cò hả? I'm putting my in the water. Tôi đi quay cò hả? Hai anh cò nè. Cái kia anh cò đẹp kìa, kìa đó Ly. Wow. Chim. We're getting fish. Bơi lại mấy cò nha. Chạy vô trong đó đi, gần bờ đẹp. Vô nó sợ lắc bờ ra không nổi. Chờ thợ hay gì đấy.
Để ba chậm chậm đi, đừng chạy máy. Tì. Tay qua đây. Tay qua đây. This side. This side. This side. Như đi first class vậy. Ngồi thẳng cẳng luôn. Em với sao ly vô khoảng giữa, khoảng giữa đang ngồi anh quay nha. Đang quay. Có like cho ly không? Không có like. Đưa sớt đồ dữ lắm, sớt bớt lại cho chị Danh đem về bớt á. Chị mua hai hộp sồi, một hộp sồi, một hộp chôm chôm. Chị Danh bạn ba mẹ. Rồi cái sớt ra rồi xong xuôi hết rồi cái mê lên trước chụp hình. Chị đi về quên luôn. Đi cỡ nửa tiếng. Tự mình lên đó nửa tiếng à. Tức là qua khỏi cái chỗ mà không mình đi làm giấy tờ qua khỏi đó chút xíu à. Yến cắn con nói nó nghe rồi, nó nghe thở cái gì đẩy xuống đây cái tàu cập bến, tới bến rồi, tới chỗ rồi. Công nhận hai nhà này cũng có hai chiếc thôi. Kê kia cũng có, nhà này cũng có. Kê rồi, lên con. Sợ quá, cái nhà nào gần hồ. Đây, đây mình quay chơi, lên đi. Bài này you just fart? Rồi, lên hết đi, cập bến rồi. Ôi, Tý ơi, ướt quần Tý. Tới quê ngoại rồi đó nghe. Dép anh đâu? Dép anh quăng kia nè. Nó quăng. Ew, that's dirt. Đi con, đi đi, đi đi. Lên. Bye, bye anybody. And you can canoe back home, no fair. Did you enjoy your journey? Thank you. Good trip. Tì, bé Tì và lọc áo bỏ lại luôn con. Tì lọc áo ra. Cậu mang dép vô không? Lấy dép mang để đi cỏ. Dép tí đâu? Nắp tí tì nãy như bỏ đằng kia đó nè. Nè lấy rồi này nè. Bước ra con, tì. Bước ra đây. Bước lên đi, bước lên đi. Đẩy đây, đây đi. Nè. Mang dép của ba Hùng rồi. Đây. Mang dép ba Hùng. Nhóm. Rồi em lên đớp. Để đẩy ra. Ủa mình ba ngồi ngay chỗ đó hả? Bye đi, bye. Bye. Not fair. Ông ngoại, bà ngoại. Ba ngoại, ngoại đi. Ông ngoại, bà ngoại, lợi kia lên đường kia. Kì sao đón tàu đi tiếp. Cái máy chế mà. Hay. Can we go again? Next time con giờ tối mũi nó ra. Đi. This is someone's backyard. So how do we get? Hello, bye.
là nó đâu có trong rào nó tốn tốn đâu ta. Wow, đây cũng đẹp quá nè. Nó anh bơi dưới đây. À, cái này cây đẹp quá. Để tàu đây chắc cũng mai. Mày không ai phá đâu. Nè, chỗ đây rộng quá. Để cái mình Okay. Thank you. See you. Chúc quá, hạnh phúc, vui vẻ. Đã thiệt á. Hẹn gặp lại chuyến du lịch sau nha. Ông chủ tàu là có tàu này không chở đi đem chiếc xuồng chở khách đi à, chơi kỳ vậy. Có tàu, có tàu mà không chịu chở tàu đi mà đi xuồng à. Tại quý vị thông cảm đi, xăng lúc này lên giá quá, đi này hao xăng quá. Ra đi kia mình làm sao mà mình mua cái này ra đây chứ làm được cái này. Tại không làm chứ giờ làm đó làm xéo đang được làm. Thôi vậy được rồi. Làm cái này nhỏ lại sát cho con đó ha. Ừ. Okay, đẩy ra. Dìa thẳng đi luôn.